Dạ, ngay lúc này thì Hạo Nhân đang có mặt tại 1595 sẹt 3 đường Lê Văn Lương, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè cả nhà. Nơi đây cũng là đám tang của chú Thành cả nhà. Và hiện tại trước mặt cả nhà mình đây chính là cô Hương, vợ chú Thành. Phải nói khi mà nhận được thông tin mà chú mất rồi cả nhà thì phải nói rất là đau lòng. Và hiện tại bây giờ cái nơi mà để mà tổ chức cái đám tang lễ cho chú cũng không có được để ở trong nhà cả nhà. Vì ở dưới quê lên đây thì mình không có nhà cửa mà ở nhà trọ thôi, thì cái nơi mà tổ chức cô chú chỉ là ở ngoài đường thôi cả nhà, và cái áo quan của chú cũng đang để ngoài đường. Thầy cũng đã đến rồi, nó nhà xem nè, khung cảnh nè, đó khung cảnh nè, đây chỉ là ngoài đường thôi cả nhà. Hồi tối thì ông Nhân quay cả nhà mình coi thì rất là khuya đó, thầy đến. Ở ngoài đường cả nhà. Và hiện tại phải nói giờ này thì gần tới giờ chú đi rồi nhưng mà rất là ít người đến đây. Đây cả nhà, hiện tại thì chỉ còn có mấy tiếng nữa thôi. Bây giờ là 10 giờ 49 phút 50 rồi cả nhà. Tí xíu nữa thôi á, là sẽ đưa chú Thành đi thiêu cả nhà, đi hỏa táng và đưa hài cốt lên trên lên chùa. Đó, thì giờ mấy anh em sẽ vào bên trong trao tiền để mà cho chị Hương có tiền thuê xe chở chú đến đến nơi để mà phải nói là hơi khó nói cả nhà, hỏa táng cả nhà, rồi xong rồi đưa hài cốt chú lên trên chùa. Thì mấy anh em sẽ cố gắng hết sức quay hết cái clip cho cả nhà mình xem. Dạ, mà cả nhà vào bên trong nha. Dạ, là đầu tiên cho phép Hậu Nhân cùng với lại ba anh đi chung với nhau là anh Long Võ, Quyền Thoại KB và anh Phúc Khen. Thì hiện tại thì hôm nay thì mấy anh em cũng có mặt tại đây để mà trao cho cô một phần tiền ngày hôm qua, và anh em tới làm clip để mà giúp đỡ cho chị Hương đó. Thì được quý nhà hậu tâm có gửi tên kênh của tất cả anh em, thì ai gửi bao nhiêu thì anh em sẽ chia sẻ chi tiết để cho cả nhà biết là ai đã gửi nha. Hiện tại giờ mấy anh nay có tiền đi trước đi. Nói chung là đây thì anh sẽ trao cho một cái anh mà bạn á, là cũng có giúp đỡ cho chị là 1 triệu đấy. Còn những người mà họ nói là chuyển thì cái đó là nói chung là qua 12 giờ thì em sẽ nhận. Nha. Hiện giờ sẽ trao cho chị giúp của một là... ở bên Tân Phú. Tên tên gì anh? Giúp đỡ cho chị. Anh Minh Tân Phú, tên gì? Dạ, nói chung không cần phải nói tên. Dạ. Dạ, em cũng xin cảm ơn cái anh Minh Tân Phú đã giúp cho em được 1 triệu. Dạ, em cũng cảm ơn nhiều. Rồi. Khang. Khang thì có Huyền Thoại. Đây là kênh của anh Long Võ nha cả nhà, của một anh nhìn thấy hoàn cảnh của chị cũng như là trao cho chị 1 triệu để mà lo cái đám tang cho chú. Thì em tên là Quyền KB, có một chị gái tên là Hồng Thủy ở quận 4, cũng trao tiền cho chị 1 triệu để đỡ cho chị tấm lòng để giúp chị đám tang. Dạ, em cũng xin cảm ơn chị Thủy ở bên quận 4 đã giúp cho chồng em nha. Dạ, lớn lên chị. Dạ, em cũng cảm ơn cho chị Thủy ở bên quận 4 đã giúp đỡ cho chồng em.
Dạ em cũng xin cảm ơn nhiều lắm ạ. Dạ hiện tại thì giờ tới hậu nhân nha cả nhà. Hiện tại thì kênh của em thì được bốn anh chị giúp đỡ. Người đầu tiên tính là anh Lê Văn Minh ở Sài Gòn là hỗ trợ cho mình 3 triệu. 1 triệu nè chị. 2 triệu. 3 triệu. Là anh Lê Văn Minh ở Sài Gòn nha cả nhà. Người thứ hai là Ngọc Phụng ở Sài Gòn luôn, hỗ trợ cho mình 500. Rồi chị, này là khoa anh của anh Tí và chị Trâm. Người thứ ba là cô Nhàn cũng ở Sài Gòn luôn, hỗ trợ cho mình 700. 500. 700. Và người thứ tư là cô Điền Lý ở bên Úc. Hỗ trợ cho mình 1 triệu nha chị. Đó, tổng cộng còn của em là 5 triệu 2 cho chị để mà lát nữa giúp đỡ cho chú đi tiền xe. Dạ em cũng đi thiêu là cái này để giúp trong cái cơn gia đình mình đang khó khăn như thế này, quá khó khăn. Thì, nói chung là em và tất cả bốn anh em YouTube ở đây cũng thay mặt cho những cộng đồng mà yêu thương Hồng Loan và cũng như là fan của Hồng Loan là đến đây để trao những cái phần quà mà những người đã giúp đỡ cho chị để vượt qua cái cảnh này. Đó, chị có lời nào chị muốn gửi đến bà con cộng đồng yêu thương? Dạ em là vợ của anh, là em cũng là khó khăn, em cũng nhờ mấy anh nhờ YouTube là chia sẻ lên nhờ bà con cộng đồng mạng giúp đỡ cho em. Thì nay em nhận được cái số tiền mà em không có nhớ tên nãy giờ. Thôi cho em cũng có lời cảm ơn các anh chị cô bác ở trên cộng đồng mạng đã giúp đỡ cho chồng em, thì em cũng cảm ơn rất nhiều. Có nhiêu đây là em cũng mừng lắm rồi. Dạ em cũng không biết nói gì hơn tại em cũng không có rành rẽ về lắm. Dạ mong mấy mạnh thường quân thông cảm cho. Đó, thì chị cũng có em cho gia đình là chồng chị thì cũng qua đời, thì cũng như nói chung là cái hồn này là cũng bên trường cho tặng cho chị đó, chị cũng có điều kiện luôn cho túc tại vì chị đã lo cho anh 2 năm rồi. Dạ, chúng là bất lực, hết điều kiện, hết khả năng để lo, cho nên là không thể còn điều kiện để lo anh nữa, cho nên phải để cho anh nói chung là ra đi luôn, chứ bây giờ thật sự ra là không có khả năng nữa chị. Đúng rồi. Mọi người, cho nên là thấy gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn, tụi em mới đến đây để quay phim, để nhờ cộng đồng giúp đỡ. Thì nói chung là anh bốn anh em của em là cảm ơn tất cả những cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình chị. Chúc cho tất cả cô chú bên fan của Hồng Loan, nhưng mà tất cả mọi người mà ủng hộ giúp đỡ cho những người dân khó khăn đó thì được nhiều sức khỏe và bình an nha cô chú. Đó, thì em cũng cảm ơn tất cả mọi người. Dạ em cũng xin cảm ơn mấy anh YouTube đã giúp đỡ và kịp thời cho chồng của em nha. Thì em cũng lần nữa cũng xin cảm ơn rất nhiều. Thì nhất em... là em cũng xin chị cũng xin cảm ơn hậu nhân là cái người kết nối là với chị đầu tiên đó, nhưng mà anh cũng không có duyên với bên hậu nhân nhiều lắm tại vì gấp quá anh mới ra đi rồi. Dạ thì, em cũng đừng có buồn. Dạ. Nói chung thì em cũng phải nói là rất đau lòng khi mà nghe cái thông tin là chú đi nhanh quá. Dạ, đúng rồi. Không thể mà đến kịp. Thì thật sự hậu nhân xin cảm ơn tất cả những quý nhà hảo tâm ở trong nước, ngoài nước đã yêu mến gia đình của chị Hương cũng như là chú Thành. Dạ. Giúp đỡ tiền xe rồi thêm tiền để chú đi vô chùa, gửi vô chùa đồ đó. Cái quả tán, quả tán, quả tán rồi đem vô chùa hả chị. Dạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều trong thời gian này đã giúp đỡ cho chị. Hồi hỏi nghe chị nói là còn mấy tháng tiền trọ là chưa có trả nữa hả? Dạ đúng rồi, 3 triệu rưỡi à. Một tháng nhiêu? Một tháng là 2 triệu, mà là 2 tháng mà nói chung là 4 triệu. Nhưng mà thật sự là chị có trả bớt cho người ta 500. Và hiện tại bây giờ chị còn thiếu 3 triệu rưỡi. Dạ. Đó. Là anh còn mang nợ 3 triệu rưỡi. Chị là tổng cộng hồi sáng giờ mấy anh em là được khán giả là ủng hộ được hết, không có bao nhiêu máu. Dạ thì hiện tại thì Hạo Nhân sẽ chia sẻ chi tiết hết nha cả nhà. Sáng nay thì anh Quyền Tội KB được một chị gái rồi ở 1 triệu, anh Long Võ 1 triệu và 2 triệu. Còn em 5 triệu 2, tổng cộng là mấy anh em đã trao cho chị là 7 triệu 2 để mà lo cho chú. Ha. Dạ thì cảm ơn. Xin xin chị cho gửi lời cảm ơn với các anh chị đó giúp đỡ cho chị nha em. Dạ. Đó, em gửi lời giùm chứ chị cũng không có rành. Dạ. Như vậy chị cũng không có biết. Dạ cảm ơn em nói nhiều là nha. Giờ được vậy là cũng mừng rồi đúng dạ, không? Dạ trọ mừng quá trời luôn. Tí nữa là nhưng mà để coi xây sở sao rồi còn tiền nhà trọ có gì mình tính tiếp. Dạ. Chứ giờ cũng không có tính được cái gì hết. Dạ. Đó.
Thôi rồi. Em gửi lời giùm chị với nha. Dạ. Chị không có ăn nói gì người ta. Rồi, cảm ơn chị nhiều ha. Dạ. Rồi. Dạ. Chuẩn bị di quan linh chỗ hạ thiệt linh tiền âm trong dực giả gia nhập bói quan. Thank you.
Hiện tại thì bây giờ mấy anh bên đội mai táng cả nhà hội thương con trai đâu rồi?
nước chai vô kìa con bên. Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi vô sanh vô tử vô khứ lai sanh tử khứ lai đô thị mộng ái hà thiên xích lãng khổ ải dạng trùng ba dục thoát luân hồi khổ hương linh tạo các niệm di đà Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiên Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Còn có quen cái đi kêu như vậy. Giờ bây giờ chuẩn bị tới nơi mà hỏa táng cái nhà. Bây giờ xe đã đi cả nhà, giờ mời cả nhà đến, anh em sẽ đến nơi mà hỏa táng chú, quay cho nhà xem tiếp.
Đây là nhà hoa quả tán Thiên Ân Môn như cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sơ thịnh hương minh nhị thịnh hương minh tam thịnh hương minh hương linh ơi ba lần mười thịnh hương minh hồi quy gia đường gia ta giờ là mấy ủa bây giờ là về luôn rồi đâu có bếp chùa à, giờ mọi người lên chùa rồi đó nha. Giờ hậu nhân cũng quay chia sẻ cho cả nhà mình đến đây thôi. Mong chú giảng sanh siêu thoát về nơi miền cực lạc nha nha. Dạ thì video cũng khá là dài, rất mong cô chú anh chị yêu mến. Dạ chào anh, đăng ký ủng hộ kênh Hậu Nhân nha nha.